Ok, xin chào tất cả anh em đang xem video và đừng quên để lại Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Ở lần này thì Khải sẽ tiếp tục sau khi xong cái ăn ban 15 thì nói chung là trong cái số nào đó thì mình không được may mắn như người ta thì mình chấp nhận thôi. Và bây giờ Khải sẽ tiếp tục mua thêm 40. Khải sẽ mua tiếp tục 40 thủy tinh nữa. Và Khải đang còn khoảng là 12, 13. Thì Khải đang có nắm trong người đó là 55 viên thủy tinh. Đó. Đâu 5, đây 2, 4, 6, 8, 10, 51 thủy tinh. Ừ, 40. Thôi 300. Là tổng F3 món lần này là khoảng hơn 10 kim. Mà nếu mà thành công 3 món thì trung bình 1 món cũng tầm 3 kim hơn thôi anh em. Đó, ok chưa? Nếu thành công 3 món nha. Ok anh em ơi. Đúng rồi. Nói chung là nếu mà thành công á, tại vì có tỷ lệ này mà, nếu mà Khải thành công 100% thì chỉ tốn khoảng tầm 3 kim thì có một nhẫn kháng băng, đúng rồi. Bây giờ này một cái ngọc bội này mà. Giao dịch. Tắt ra. Giao dịch một lần 20 viên. Đây là một lần là 20 viên là 4 giao dịch mẹ 30 viên. 30 viên trước. Như cũ. Thối lại 100 xu. Rồi tiếp theo. Đó, ủng hộ này là cũng khá nhiều thứ tin đấy. Khải đưa 609 người Khải lấy thông tin nè. Anh em đang xem đừng quên cho một like chia sẻ nữa mày. Bộ à, sao đo được nè, không đo được đâu. Nói chung anh Phong Cả anh ra gia truyền là anh donate cho ghẹ ngay phát 1 400.000 liều anh em. Tại vì gia truyền mát quá pin. Là sau này khỏi phải cần tốn tiền rã nè. Đó. Còn mình thì chắc chắn mình sẽ tốn từ 3 đến 5 kim để mình rã thôi. Tương Dương bán ngựa nè. Được, Khải lá thiệt tinh là tiếp tục nha nè. Phôi thì Khải chuẩn bị hết rồi nè em ơi. Bây giờ Khải sẽ ép ngọc bỏ nha. Ok nè em ơi, giờ bây giờ Khải tiếp tục mua thêm 35 cục thiệt tinh nha nè. Em làm bộ min đi, donate 100k. Khó giảm anh cũng làm được hả, người già 30 tuổi. Khó giảm anh cũng làm được hả. Giờ mà biểu em làm bộ min mà donate 100k thì em thiện, cái tỷ lệ nó khó lắm. Không được đâu. Bộ min khó lắm. Giờ bảo giờ ra ngọc bò này nọ min thì cũng khó lắm nè. Đau tứ không đau xong không mang. Hiện tại bây giờ chưa có đau anh ơi. Tại bây giờ chưa có đau. Khó vài đái luôn cũng min được. Hay thì ok anh em ơi, Khải tiếp tục ép anh em ơi. Rồi, Khải đi giao dịch phôi ngay. Khải sẽ ép ngập bò trước nha anh em. Khải sẽ ép cái ngập bò trước nha anh em. Ai dám nói Khải đen, chính xác tên Khải nhỏ. Ừ, nhỏ vãi cứt luôn. Khải tiếp tục lên cái bát video tiếp theo. Khải sẽ ép cái nhẫn ngập bò trước nha anh em. Cái ngập bò trước nha. Sẽ đi tìm cái phone nhà bòi khép trước. Bỏ thủy tinh vô. Quá nhỏ đúng không nè. Bỏ vô cho nó gọn rừng á. Khải đi tìm phone, nói chung tầm này đi tìm phone này nọ nữa. Hơi bị đuối á nè. Đi tìm phôi lần quần chắc. Nói chung là sẽ quán xong đủ set trong tối hôm nay. Cho anh em xem đỡ chán nè. Lên hai món hồn kỳ môn phái rồi ngại em không chơi, không lên đồ nè. Nói chung là Khải đã cố gắng chơi là Khải chơi tới bến anh em ơi. Cái tên đi theo anh em tháng rồi anh em ơi. Tối có like nha anh em. Hello bé Ao, bé An gì đó nha. Trên group như có hồn áo thiếu lâm hả? Hình như em chưa thấy áo thiếu lâm anh ơi. Hôm qua em mua bao tây 3.2 triệu. Với lại đai lưng 2 triệu nha em. Chung là chi phí của em mua hai món này hết 5.2 triệu. Bao tây tứ không vô già vô trần vô tương chạm kỹ năng 9x 2 cấp 30.3. Đó. Cũng khá là đẹp. Đai lưng này thì của Khải đổi em Phong Ca. Đai lưng Khải thì Khải mua là 50 chậm. Kháng họ 28. Và kim ma 1 điểm và chủng độc 50. Tỷ lệ tấn công chỉ mạng 5. Khải đổi đai lưng này. Làm xếp 20-30 thì đúng rồi còn muốn. Nhưng mà tầm này mới ra dây 15 thì chịu rồi nè. Má đen vài cứt luôn.
đen vải đái luôn nè. Đây anh em đang xem cho em một like anh em ơi. Quá đen. Ok, bây giờ Khải sẽ đi ép cây phôi của Ngọc Bội trước nha nè. Bây giờ Khải sẽ lên Ngọc Bội nha. Bây giờ Khải sẽ lên Ngọc Bội nha nè. Khải sẽ ép cho anh em xem và ép như thế nào. Ok nè, bây giờ Khải ép cho đi lái phôi đã. Đây, nãy được cái dây kia thì bỏ cái dây này vào trong đi. Nói chung là trong tối hôm nay Khải sẽ lên đủ set đồng bàn thôi. Không gì phải ngại cả. Bây giờ là Khải sẽ đi lấy những cái phổ ấy. Phổ đâu? Phổ như là Khải đang đợi nào đây. Đây. Phổ thì Khải đang ở Tương Dương trung tâm. Nói chung là em ép gia truyền hết 3,5 triệu nè. Thiệt là không còn gì để nói rồi. Khó giải vùng làm được. Bộ Minh nha, Trần Hồng Phúc. Ok anh Trần Hồng Phúc vừa nó nét em 100k nha. Em cảm ơn anh rất nhiều nha anh Trần Hồng Phúc ơi. Anh chơi khó quá anh Trần Hồng Phúc ơi. Anh kêu bộ Minh đi. Trời ơi, giờ mà em ra bộ Minh nữa em chịu luôn á. Em thiệt em không biết đen chỗ nào nữa. Em nói luôn anh, nếu mà ra bộ Minh nha. Đây, phổ phôi này nọ Khải chuẩn bị sẵn anh em, số phát. Bộ Minh đã ép lại được nha Black Pin ơi, nhưng mà hiện tại bây giờ chưa có chức năng đó nha anh em. Mấy chục bát rồi mà không đỏ như bát 1, xem như nào, hài vừa lờ. Ok anh em ơi, bây giờ thì chúng ta cùng đi tìm phôi cũng như là để ép phổ nha anh em. Đây anh em, Khải đang nói chung cái Ngọc Bội á thì nó cũng xấu mạnh nha mọi người, cũng từ 1 đến 6. Nhiều anh em chơi nhiều server đồ tím này nọ cũng chưa biết cách ép đồ thì cũng có thể xem video này và cũng có thể trải nghiệm từ của Khải và trải nghiệm ngược về cho anh em nha. Bây giờ thì Khải sẽ đi đi mua cái yêu cầu, đó là hiền thiết khón tăng nội lực cấp 5 trở lên và phù dung thạch. Khải sẽ chuẩn bị 5 cái hiền thiết khón và 5 phù dung thạch nha anh em. Hiền thiết khón. Hiền thiết khón là hiền 1. Giải tạo 4k hôm nay và ngày mai mới có anh em ơi. Tối ngày hôm nay giải tạo 4k, tối ngày hôm nay Khải mới mở nè. Hiện tại ngày hôm nay Khải chưa giải tạo này. Tí nữa Khải làm giải tạo thì được 3950. Và đêm ngày hôm nay là móc 4k thì Khải sẽ khu rừng móc 4k cho anh em xem nha. Đó, và đêm ngày hôm nay nè, 12 giờ đêm nay nè. Ok nè. Khải sẽ cần đó là hiền thiết khón. Hiền thiết khón đó là dòng hiền 1, 5 cục này. 6 cục. Ôi hết điểm thông kim rồi. Chết rồi, đợi tí anh em ơi. Để xem thử Khải có xịt hay không, anh em cùng theo dõi video Khải nha. Anh Phong Ca là Ngọc Bội nè, lên 100 nè. Hai thủy tinh, hai đại lên auto không xịt cắn nào. Hai nhẫn cũng vậy. Rồi ok. Và anh em cùng chờ đợi xem thử Khải có được như Phong Ca hay không. Đây, em la nha, em tắt mic cho em nói nhiều mấy con anh em đau đầu á. Đúng rồi. Em nói nhiều lắm. Rồi lên like nha. Đây anh em ơi. Nói chung là buông thì buông rồi. Bây giờ cứ chờ adder rã ra rồi mình bỏ tiền mình rã mình làm lại thôi nè. Ok nè, giờ chúng ta cùng trở lại với cái Ngọc Bội. Không đỡ anh em chờ đợi lâu. Đồ phố kim Ngọc Bội Khải đã chuẩn bị 6 cái. Và như đây trên đây chúng ta thấy thì nội lực hiện 1, Khải sẽ cần 6 cục. Và phù dung thạch tăng kháng độc là đây sẽ cần cái phôi kháng độc. Cần phôi kháng độc cấp 4 là được rồi. Cần phôi kháng độc thì phù dung thạch nó sẽ là hiện hai kim. Khải sẽ mua 6 cục. Rồi ok chưa. Rồi sẵn tiền đây luôn. Anh em nào online có nội lực dòng 1 trên 100 ông cho Khải hút anh em ơi. Trùng sáng em anh lên sớm một đống xây nát hết. Xây nát luôn à. Thôi đợi em đi dạo. Đúng rồi, cố lên thôi. Anh Phong Ca gom phổ phù ảo nghe mùi ngò đi tứ ép kìa. Anh cũng đang gom đó Dương ơi, anh đang gom ấy. Nó chuyển cho mình trước 500 nghìn. Xong tôi chuyển lại. Ok, thế thì ok. Ok, phải đưa đặt cọc gì đi chứ đúng không anh? Ok, nhưng ok. Nhưng mà anh lỡ nó ép ngon rồi. Nó chưa chịu bỏ không? Không, chưa bỏ anh. Ép ngon server có đúng cái đó. Nó đâu có cái khác nó đưa mình anh. Đâu có cái khác đưa mình đâu. Dương ơi. Dương vô bán Khải ít bình Phúc Duyên Dương ơi. Phòng thủ. Bán Khải 50 bình Phúc Duyên đại. Rồi. Rồi đang Khải đi tìm. À đây. Bao nhiêu? Bao nhiêu bình Phúc Duyên? Hút nội lực dòng 1. Và kháng độc dòng 2, anh em nào có kháng độc dòng 2 trên 5 không cho em anh em ơi. Đồ gì cũng được. Bữa trên 5 là được đúng không anh Phong Ca ơi? Cái gì em? Phòng độc dòng 2 á. Phòng chắc 4 á mà. Rẻ bèo, đó có cho gì? Không phải cho gì. Không, ấy là đi có. Không cho gì đâu. Có dư còn vứt em cho nó nhầm. Cái tông đấy không phải cho cái gì. Không, cho ngàn bò ăn ban đó.
Ừ, không cho gì cả, đúng rồi, không cho gì cả. Nó bằng trong phòng chọc bố. Ý em đang tìm phôi, em đang tìm phôi. Anh em nào có cái làm chậm 30 đó, 30 40 đó. Dòng mấy? Mấy? Dòng 1 có, 30 là có luôn. Ờ thôi anh cho cái 40 là chắc. Ok. Nè, ba em đưa cái dây chuyền 40 nè. Cái tìm cái nội lực chân châm cho nó đẹp nữa nè. Đây. Có cần không anh Bao? Ờ đây rồi, để anh xem là ai rồi. Để anh đưa được số tài khoản. Dạ ơi, ông này. Ok anh em ơi, tiếp tục anh em ơi. Ok, đi qua lấy phôi để đổi, nó có chặng rương á. Nội lực này. Nói chung nội lực thì không còn nhiều nè. Nội lực nữa nè. Hai món nội lực nè. Cả cho tìm 6 món nội lực nữa nè. Nội lực nè. 3 món nè. Ép nội lực trước đi anh em ơi, khỏi chặt rương cái nha. Nội lực thì so với này thì Khải cứ tìm hiểu thì nội lực phẩm chất 5 thì chỉ cần bỏ một đài một tiểu lên rồi nè, một đài một tiểu thôi. Dương vô dịch Dương ơi. Khải mua thêm 50 bình phục viên nữa, tầm này cầm phục viên. Ok, để lái phẩm chất 5 thì một 2 tiểu lên phẩm chất 5 rồi nè. Khải bỏ đại vô trong này. Nếu mà 2 tiểu mà không lên phần chất 5 thì Khải sẽ bỏ 1 đại ra thôi. 2 tiểu là phần chất 5 rồi. Hiện tại đang có 3 cái Khải sẽ bỏ à. Ok. Đi hút nha anh em. Tầm này giai đoạn hút nha mọi người. Khải lấy 1 lần là đập luôn anh em ơi. Lấy 1 lần đập luôn. Trong hiện tinh 1 rồi. Tinh 1 nè. Lấy 1 lần đập luôn anh em ơi. Lấy cái này cho khỏi chặt chỗ này. Rồi. Hiện 1 này. 2 viên tiểu này. Nó chỉ cần 5 thôi nè. Tăng nội lực 5 là được rồi. Này chạy auto xấu luôn. Này nội lực cao auto xấu luôn. Hello anh em mới vô nha. Hello mọi người. Chúc anh em buổi trưa xem like vui vẻ. Và đừng quên xem video này cho Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. 5. Ok. Cứ 5 là được rồi nè. Tiếp tục tắt hình tinh cái nào. Cứ 5 là đủ rồi nè. 5-6 đủ rồi. À, lần này Khải sẽ lấy này lấy 2 tiểu đúng không? Không ổn luôn. Ra 5 vẫn là 5 thôi. Khải cố gắng phẩm chất cao không tiếc. Khải lần này Khải sẽ lấy 1 đại 1 tiểu đi. Không có tiếc, Khải không có tiếc. Nhưng mà miễn sao nó có tỷ lệ cao hơn một chút nữa. Nó cần 5 thì mình sẽ cố gắng ra 6. Đó, vào đó. 1 đại 1 tiểu. Mình sẽ cố gắng ra 6 là được. Nỗ lực 156 luôn ít đâu. 6, ok chưa? Rồi tiếp tục nè. Mình cứ vậy mình chơi thôi. Mình tin nè. 159 nè. Tinh 1 nè. Một đài 1 tiểu. Cố gắng ra 6. Nó cần 5 thì mình cần 6 nè. Đó, mình cần nó hơn 1 bậc. Cho nó tỷ lệ lên phổ cho nó nhanh nè. Khỏi bị mít. Rồi. 3 món nữa. Có dừng online không? 50 phục viên thì tốn khoảng 2 kim nữa nè. Nói chung là rất là tốn tiền nè. 2 kim nữa. Nói chung là Khải mua để dành Khải lần sau Khải ép luôn á. Chứ còn 50 phục viên thì xài chán nè. Hôm nay còn 25 bên này đủ ép rồi. Nhưng mà Khải thà dư không được thiếu nè. Tính Khải thì thà dư. Thả mua đợi dư là thiếu cái con đi lúc cần thì mua một đồ bán mất quá khổ. Dương đâu ta? Dương đâu ta? Thương Dương mấy người Dương ơi. Ok nhanh lên cái tay lên đừng mò nữa nhé. Ok anh ơi. Rồi. 50 bình phục duyên này. Đó, đợi dư không đợi thiếu. Ok Khải tiếp tục đi tìm foil nha em ơi. Tiếp tục tìm foil cái nha. 23-28 được tận thì okay. Em mua theo anh Phong ca em test mẹ cho nó nhanh này. Thử lên được bao nhiêu à, em cho chắc okay. Em một đại một tiểu. Đại một tiểu. Đại này em ơi. Phôi này. Nội lực này. Nội lực 60 này. Một đại một tiểu. Cố gắng trên 5 trên 6 này mà. Em ép tổng nội lực đúng không? Đúng rồi. Nội lực 6 đúng không? Ừ. Không nội lực 5 à. Nội lực 5 à. 5 hay 6? 5 cần 5 à. 5 thì em cho một viên bình phun viên đại vào là sao? Em cho bình phun viên đại cho nó tụng 56 mất công. Đợi lúc. Có gì vậy cần cái gì nó lực Khải có nội lực di chuyển nè. Dòng 1. Ôi, ra 5 luôn. 1 thôi, không cần có 5. Ôi, ra 4 anh, vãi lên. Chiều ơi. Má sao mình đen quá anh em ơi. Nội lực 70 mà ra có 4, sụp luôn. Má thiệt. Thế thì em cho mẹ viên thủy tinh vào cho nó chắc chắn luôn. Không do phôi thấp anh ơi, do phôi thấp á. Phôi trên trăm là khỏe. Anh Tài có gì anh ơi? Nội lực dòng 1 trên chấm không? Xịt theo xịt. Thương Dương Nam anh ơi, Thương Dương Nam anh ơi, cho em đi. Cái gì cũng được. Ok, chuyển tiền. Xịt anh em ơi. Ok. Chọc 4 bắn sốt luôn nhỏ lẻ.
À, thằng này chơi thanh chín nhá, thằng này uy tín nhá. Đúng rồi anh. Nó chuyển tiền cho mình trước này. Nó biết anh xem vợ này như thế nào mà cho nó dám chuyển mấy thằng nào là em bệnh luôn. À, tự nhiên nó chuyển cho mình trước. Biết anh là ai ai là hết luôn ấy. Có tiếng có tâm server nó mới dám, như đâu phải tâm bậy anh. Rồi Tương Nhân Nam này anh Tài ơi. Đau quá. Vô vô cái này. Một đài. Nó có ra một cái lằn ngàn một mẫu đó anh. Ngồi coi ép đồ cũng quá. Ok anh em. Ở trên tập này Quang đổi cho anh xin hai cái huân chương. Đen quá. Đâu mà. Anh lúa có tiền bạc không? Đổi lại em 1-2 kim giùm đi. Không có đâu. Anh giờ còn được mấy trăm bạn trong người nè. Em có cần thì em còn được hình như 400-500 á. Anh em mình chia đôi cơn mơ chứ sao vậy. Thôi từ từ để tối hợp đồng anh ơi. Lấy 60 phôi nội lực trước nha nè. Mấy anh này xin phôi 4 shop luôn anh này. Là anh còn thiếu anh 8k bạn 5 nè. Ok. Tiếp tục đi tìm phôi nội lực tiếp nè. Đó tìm này chua lắm. Rồi tiếp tục anh em ơi. À con này có. Hello anh em mới vô nha. Lê Đạt 4k nguyên lành 28 được rồi. Đúng rồi mà bán không bán anh em ơi. Không bán anh em ơi. Rồi tiếp tục một đại một tiểu. Ok. Lúc mà xem cái này nó không chặn rương á. Phẩm trên trăm phòng chẳng đem mà được. Tài ơi Tài, Tài ơi. Đem nè, tiếp tục nè. Hút nội lực nè. Hôm nay chưa trả tẩu luôn, hôm nay chưa trả tẩu luôn. Tranh thủ làm xong cái việc xếp đồng bàn nè. Rồi, nhấc xấu, đồ. Anh em còn một cái vẫn chưa nào không? Không, em là đuối rồi, em không có cái nào đi hỏi. Rồi, ép dòng kháng độc dòng 2. Ok, rút kháng độc phẩm chất 4 thì chỉ cần 2 tiểu được rồi nè. Rất là mua 2 tiểu. Chất 4, 2 tiểu, auto lên. Còn gì nữa đâu, khóc vơi. Chất 4 rồi nè. Chút 4 giờ 9 nè. 4 nè. Ok nè. Tiếp tục nè. Ừ mà hồi nãy 1 tiếng mà nó cũng rớt ra anh. Rớt ra anh nè. Anh xui mà. Anh Khải nhọ rồi. Ừ. Em đi vô chỗ mấy thằng bán gà tẩu. Em đi mua cho anh lẹ. Mày xui rồi. Xui rồi. Mới phôi cắn độc dòng 2 để bắt đầu đi ép gia truyền ăn ba ngăn ngập bòi ăn ba. Xui rồi Khải ơi. Xui chấp nhận rồi biết sao giờ. Chờ AD mở chức năng kia rồi làm tiếp. Tốn tiền tiếp. Ăn Mỹ à. Đâu chức năng Hồng Mỹ cũng được. Chức năng Hồng Mỹ nó xây cái thở từ giai thường lên giai Hồng Mỹ mà. Ngài cứ buồn cười này. Nó kêu là xịt tôi mất tiền cơ mà bạn không phải lo. Nó chuyển tiền sẵn cho anh rồi hả. Ừ. Sao đưa trở về sang trong vui anh em. Một đại một tiểu là 4 đó. À không phải slim. Công nhận cha đẻ, công nhận cha ghẻ đỏ, cha ghẻ đỏ đập đồ hay đánh bớt cũng đó. Mình đen quá đái. Ghẻ đỏ lắm. Đen quá đái luôn. Chán đợt. Rồi, tìm phôi kháng độc dòng 2. Anh em nào có kháng độc dòng 2 từ 5 đến 9 này nọ anh em. Ủa, tìm chua dữ trời. Qua đây. Anh bảo mày rồi, để mày ép mày phải một có một thằng phụ trợ mày. Đúng mày rồi. Thằng ghè nó ép ấy. Anh tìm cho nó chóng mất cả mặt. Thì mới nói anh em nào rảnh đi tìm dùm giúp. Tại vì mắng này tìm cái giả tao là ra hả. Mày rảnh mày ngồi không thì mày đi tìm cho nó. Nhân em thông đang đi đâu. Tìm kháng độc, kháng độc ẩn 2, ẩn 2. Mày cứ kiếm làm gì? Phụ dung ẩn 2. Bé là 2. Phụ dung ẩn 2 anh em. Hả ẩn 1 nè. Anh đi uống thuốc rồi anh đưa bot cho mày nhá. Đây đây. Dù mất vậy. Ẩn 2 anh em. Phụ dung ẩn 2 mà. Ẩn
2 cần 8 9 10 là lên rồi nè. Đây, nó bán 6 7 vàng món mất quá. Mấy phôi này 15 20 vàng. Chờ mai thì mua. À, không động gì thôi. 8 9 10 thôi còn đâu nhiều. Ông tu lên 4 đang được rồi. 6 7 vàng mấy này bán được kiểu phôi phôi khác, phôi cho xe cao quá. Thì vấn đề chua quá. Rồi, đủ phôi này em ơi. Lên phôi này phẩm chất 4 năm nữa là đủ ngọc bội nè. Lấy nè. Ôi nhảy thành mà nó còn kẹt rồi. Đó. Nhảy thành còn kẹt nè. À vậy là tương dương. Lấy nè. Phôi kháng động nè. Ấn 1, ấn 2 nè. Một đại một tiểu nè. Một thứ xấu cái đọc nè. Rồi, ok. Rồi, 4, 5, 5. Đó, ok, auto 5. Có một cái 4 không sao. Rồi, đủ nguyên liệu rồi. Chỗ đầu là đọc đọc vào 2 thị tinh. 2 tinh 2 đại, 2 tinh 2 tại nè. Đọc vào mảnh số nha nè. Xong nếu mà thành công 6 mảnh số thì Khải sẽ đi ghép được một cái ngọc bội đó, dạ thôi. Đơn giản như thế này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Bội 25 nữa ạ. Bội 25 nữa chịu luôn. Ok, mình sẽ đập vào tinh 3 đi, theo công thức của anh em đang chơi thì tinh 3. 1 2 3. Ok vô nha Nam, vô phổ nha. Đầu tư là hiện thiết khón nè. Ấn nè. Phổ nè. Số nè. Mình sẽ bỏ hai thiên tinh. Hai thiên tinh và hai phương đại. Một lục một lam. Đó, một tử một lam. Một dân tình ba. Mảnh một này. Rồi tiếp tục nè. Cứ nói chung là được 6 mảnh thì lên được ngọc bò thôi nè. Một tử một lam. Nhớ là 100% lên nha anh em. Con động sát à, động sát hay bán rồi em ơi. Cái món động sát hay bán rồi. Bán 3 triệu rồi. Tiếp tục nè. Hiện thứ khoáng 5 nè. Hiện thứ khoáng 4 nè. 4 nè. Phổ nè. Ăn 3 ngọc bội nè. Mảnh 2 nè. Một tử một lam. Và 2 đại. Đó. Hiện thứ 3. Đó. Mảnh 2. Ok, mảnh 2 anh em ơi, thành công nha. Mảnh 1, 2 thành công nha, tiếp tục. Tụng anh em. 2 thành công nè. Tụng mảnh 3 nè. Tụng vẫn là hiện tình 3. Đồ phổ nè. Nói chung ngọc bội Khải nói rồi nè, 100% lên nè, còn xịt thì Khải chưa biết nha. Xịt thì Khải chưa biết mà Khải thấy đa số là 100% lên cho nè. Phổ nè. Mình số 3 nè. Một tử một lục nè. Đó, anh em nào có ép thì cứ theo công thức Khải mà ép thôi. Hình tình 3. Chuyển thành đó nó dạng như nó bị nó reset lại, nó bị ngưng văn, reset lại. Tại vì mình thành công rồi mà, mình đứng một chỗ nó không hay. Vì Khả thấy mà cảm giác thì mình đi chuyển thành nó cũng hay mà. Và thành công 3 mảnh anh em, 50% ngọc bội nha. 50% ngọc bội ăn 3 nha anh em. Nói chung là anh em có nói thì ngọc bội nó dở lên nè. Nên là Khải cứ như đó Khải làm nha. Rồi còn 3 mảnh cuối cùng, cố gắng cho lên đi ép ngọc bội luôn. Cũng là một thử một lục. Rồi. Nhỏ là xịt, đúng rồi. Còn biết bao nhiêu clip rồi đúng không? Rồi.
Đó. Phố này. Này sẽ tiếp tục mạnh số 4 nè. Hai đại. Ba. Ok, mạnh 4. Đó, ngon lành chưa anh em, ngon lành cành đào chưa anh em ơi. Anh em mình sớm là thành công ra cái ngọc bội luôn nha anh em. Đó, anh em thấy ép đơn giản không? Cái vấn đề là cái tỷ lệ mình lên xuống như thế nào thôi. Còn cảm thấy thì cái gia truyền là khó nhất luôn nè. Thiệt anh em thấy ép cái video ép gia truyền anh em không biết rồi. Kinh hồn thiệt. Quảng tới già luôn nè. Ghê chưa? Không phải đơn giản với gia truyền đâu. Mấy cái này thì Khải thấy nó dở lên tại vì là trong ban Khải đã lên một set rồi. Thì anh em trong ban cũng truyền lại bí kíp thôi. Thì mình cứ làm theo bí kíp của anh em thôi. Chứ mình cũng chả có cái gì mới mẻ cả. Hình 1 này, 2 này, phố này, số 5 này, thì tân này, thao dương đại này, tân 3. Nói chung cái này mà thành công thì Khai sẽ tiếp tục làm tiếp tục hai cái nhẫn như nè. Anh em xịt kỹ. Đâu, anh em cứ vòng xịt không chết rồi. Đó, không xịt nha, không xịt nha, căng lên. Đó, đã nói tiền lợn chăm chăm. Đó. Em là nói cho tỷ lệ kiểu này 100% lên mà anh em. Rồi mình xấu nè, mình xấu thành công em sẽ đi ra cái ngọc bội nha anh em. Em sẽ ra được ngọc bội nha. Thôi nè, ok chưa? Có cái mình xấu rồi nè em ơi. 5 5 phố nè. 6 nè. Một tử nè. Một lục nè. Hai đại nè. Tiếng tình 3 đại tí nè em ơi. Tiếng tình 3 vô lại nha. Phố nè, sống nè, một tử nè, một lụng nè, hai đại nè. Cái cú xịt cười ý à. Để nói tiền lợi này là 100%. Đó, anh em thấy chưa? Nói tiền lợi 100% mà. Ok chưa anh em? Đó, đã nói cái công thức này của ban mình là đã đưa ra là Khải đã cũng trải nghiệm rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ép cái ngọc bội nha anh em. Em thấy đơn giản không? Không cho tốn khoảng cao lắm là 12 viên thị tinh. Đó, thì tốn bao nhiêu đâu, cũng tầm 3 kim hơn thôi nè. Thấy chưa? Thì Khải mua cái nhẫn kia 4 kim mà không bán thôi. Em thấy đúng không? Mình đi ép cho nó vui đúng không anh em? Tí nữa cái nhẫn cũng như vậy thôi anh em. Cái nhẫn cũng tương tự như vậy thôi. Ra ngọc bội mà ra 2 năm nữa là được 50% sát băng minh rồi, cố lên anh. Vãi anh em thiệt Đào Hiếu. Vãi thiệt, ai cũng mong ra ngọc bội 25 trời. Đâu mà đen dữ anh em. Đâu mà đen dữ anh em. Gì mà anh em cứ đòi ngọc bội 25 chết tôi rồi. Đâu mà đen dữ anh em. Đâu mà đen đến mức mà ngọc bội 25 dữ anh em. Nhiều anh em, đón thử nhiều anh em. Đó là nhiêu anh em ơi. Đó, thì hôm nay nói chung là cái video này là cho đến tối ngày hôm nay Khải sẽ xem cái set đăng bàn cho anh em xem. Nhiêu anh em? Nhiêu? Ai thấy rồi? Ai thấy số không? Ai thấy số không? 21 đăng bàn anh em. Ai thấy số không anh em? Khui nha. Trời. Đồ xanh thiệt anh em. Má thiệt luôn, chịu luôn. Má mắt nhỏ luôn. Chịu luôn á. Thâu á, chịu luôn á. Trời ơi. Đó, nãy ông nào nói ra 25 đâu, donate đâu, donate đi. Đó, trời ơi, thua luôn em ơi, chịu rồi, khá chịu luôn em. Má, thì khó vậy cũng làm được trời. Thâu á. Bó tay thì luôn, hết đường em ạ. Hết đường, chịu luôn. Thâu á. Bó tay 25, 15, 15, 25. Trời ơi, gì mà đen dữ trời. 50% sáng bằng mình. Thôi, chịu. À, khó vậy mà cũng ra. À, chịu luôn em ơi. À, bó tay, hết đường rồi. Bó tay luôn, chịu. Vãi liền thiệt. Anh em trên xem live ai cũng mong ra làm. Khó vậy mà cũng ra được.
Đấy, liền chiếu lố này mất được. Chiều luôn em vái liền thì khó giải không ra được luôn em vái đái luôn em trời ơi. Giây 15 đã không nói rồi. Tiếp tục cái ngập bòi nữa thôi. Chiều luôn. Bó tay luôn. Rồi nói chung thì đen rồi em ơi, đen chịu rồi Khải hết đường rồi. Rồi ok. Ở bắt này thì Khải cũng đã thành công trong ngập bòi. Sau này nếu cái mở ra phôi thì Khải sẽ tiếp tục nghiên cứu lại sao bây giờ Khải bó tay nè, đem như đen như chó mực luôn em, thiệt em đồng sốc đen dưới ta. Quá đen luôn nè, vái lên luôn. Không hiểu được. Khó giải phụng ra được mà thôi, bó tay luôn em hiểu luôn, cảm giác luôn. Thôi luôn. Rồi anh em xem cho Khải một lời chia sẻ cho anh em ơi. Khải sẽ tiếp tục, F2 nhận tiếp tục nha anh em. Chiều luôn nè, chiều. Chiều luôn, hết đường. Bó tay, hết đường.